Dạ vâng, em lại xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Chu Du Audio. Hôm nay là ngày mùng 11, hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2022. Thì bên em Du lại tiếp tục lên sóng cho các bác một lô mic, và nói là siêu phẩm các bác nhá, một lô siêu phẩm BS780 hàng của Bio chính hãng các bác nhá. Thì các bác đang nhìn trên màn nhỏ đây rồi. Đây là một lô phải nói là cực kỳ là đẹp luôn ạ, cực kỳ là đẹp và cực kỳ là VIP. Từ đầu năm đến bây giờ. Nếu năm ngoái thì các bác sẽ không thấy ở trên thị trường có những dòng mic như này. Năm ngoái thì không thấy trên thị trường có những dòng mic như này. Và từ đầu năm đến giờ thì em Du cũng bán rất là nhiều những dòng tay titan như thế này rồi. Nhưng mà nó chỉ đâu đó được vài bộ một thôi. Thì duy nhất là cái lô này hôm nay em về được 19 bộ các bạn. 19 bộ Bio 780 hàng tháo phòng hát nha các bác nhá, hàng tháo phòng hát đẹp nhức mắt luôn ạ. Hàng sử dụng tay titan da cá mà tay titan chống xước các bác nhá. Đấy. Và nó được CNC giống như cái da cá hay vảy rồng này. Anh em gọi là da cá hay anh em gọi là vảy rồng thì đều được. Đấy, anh em trên thị trường quen gọi là tay da cá. Nhưng mà lô này thì nó mạ titan 7 màu các bác nhá. Đấy, nhìn rất là đẹp, óng ánh luôn ạ. Đấy. Và đặc biệt thì hôm nay em Du lại tiếp tục về được 30 bộ pin sạc. Tiếp tục về thêm 30 bộ pin sạc để tiếp tục tri ân cho tất cả các bác khi mua mic các bác nhá. Đấy. Các bác lưu ý này. Những cái pin sạc này là thi thoảng bọn em mới làm chương trình khuyến mại để tri ân cho tất cả các bác khách hàng, mà để cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn quan tâm theo dõi kênh và ủng hộ kênh. Đấy, thì thi thoảng bọn em mới làm được những chương trình như này thôi, chứ không phải là quanh năm ngày tháng các bác nhá. Nên các bác lưu ý là mua ở trong video nào có pin sạc thì các bác sẽ được tặng pin sạc theo đúng video đấy. Còn những cái video mà em sẽ không báo là có pin sạc thì những video đó là không được khuyến mại các bác nhá. Đấy, cho nên các bác tranh thủ. Hôm nay em tiếp tục về được 30 bộ pin sạc để khuyến mại tri ân cho tất cả các bác khách hàng khi mua hàng ở bên em, khi mua mic ở bên em các bác nhá. Đấy, và pin sạc thì em cũng nói rõ là pin sạc này em không bán các bác nhá, em chỉ tặng khuyến mại. Pin sạc này là pin sạc 1200 mAh. Đó. Và sạc pin sạc đều của chiếc nhãn của Double Power các bác nhá. Đấy, đây, rất là đẹp luôn. Đấy. Những cái hàng này thì giá thị trường thì có nơi em thấy bán là 180.000. Đấy, còn bình thường như em bán, nếu mà em có nhập về để em bán ra thì bán khoảng 130.000 thôi. Đấy, 130.000 thôi. Đấy, nhưng mà em không bán loại này ra thị trường các bác nhá. Loại này em chỉ nhập về để tri ân cho tất cả các bác khách hàng khi mua hàng của bên em thôi. Đấy, em nói rõ quan điểm như thế. Đấy, là em nói rõ để khi các bác mua hàng các bác cũng không cần mặc cả là em không lấy pin thì bớt bao tiền, bởi vì là cái này là em khuyến mại các bác nhá. Nên là các bác có lấy pin hay không lấy pin thì giá của chị của bộ mic này là vẫn là một các bác nhá. Đây là những cái chương trình bọn em khuyến mại cho tất cả các bác và tri ân cho tất cả các bác để cảm ơn các bác thôi, chứ không phải là hàng này để em bán ra thị trường, cho nên là nó không có giá trị. Đấy. Em nói luôn là nó không có giá trị khi mà các bác bớt bộ pin sạc đi để giảm giá bộ mic, là không có các bác nhá. Bởi vì giá bộ mic này em niêm yết nó sẽ cao hơn giá em bán ở trên những video này. Em niêm yết tại cửa hàng nó sẽ cao hơn. Ví dụ các bác biết rồi, bao giờ những cái bộ mic này em bán tại cửa hàng nó khoảng 2.8-2.9 triệu. Đấy. Nhưng mà em bán trên kênh YouTube này em chỉ bán 2.700.000 thôi. Em báo giá luôn để cho các bác tiện theo dõi. 2.700.000 các bác được mua bộ pin này, bộ mic này. Đấy. Và thế vào bình thường là sẽ không có pin sạc đâu các bác nhá. Bình thường các bác xem rất nhiều video của em rồi, những cái bộ mic như này 2.700.000 nhưng mà sẽ không được tặng pin sạc đâu. Thế nhưng mà ngày hôm nay em tiếp tục cập bến được 30 bộ pin sạc nữa về để tri ân cho tất cả các bác khách hàng. Đấy, trong 19 bộ mic này, các bác mua bất kể mua 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ hay 4 bộ, các bác đều được tri ân một cái bộ mic, một bộ pin sạc như thế này các bác nhá. Các bác đều được chiên một bộ pin sạc như thế này. Ok chưa các bác? Và tiếp tục em vẫn tiếp tục tặng kèm cho các bác một bộ chống lăn vít như thế này các bác nhá. Đấy, chỉ có những dòng tay titan hay những dòng tay titan như này em mới tặng những cái chống lăn vít như này thôi. Bởi vì nói thật các bác là nhìn cái bộ mic nó vít như thế này rồi cũng không thể lắp chống lăn rẻ tiền vào đây được. Đấy, trông nó cộc cạch. Đấy, những cái bộ mic nó rất vít này rồi. Và giá thì các bác tham khảo trên thị trường các bác biết rồi. Những cái bộ mic mà người ta đang bán, những bộ mic tay da cá bình thường như thế này, người ta đã bán 2.700.000 rồi mà không có pin sạc, không có chống lăn như thế này. Đấy, em khẳng định, mà em nói luôn nữa, cũng ít đơn vị tặng các bác chống lăn như thế này ngoài đơn vị em. Đấy. Em nói là ít thôi nhưng không phải là không có, nhưng mà rất là ít đơn vị tặng cho bác chống lăn như thế này khi mua mic. Nhưng mà đơn vị em thì bán cho các bác này những cái bộ mic Bio 780 như thế này, đẹp như thế này, giá chỉ có 2.700.000 các bác nhá. Chỉ có 2.700.000 thôi. Và tặng khuyến mại biên sạc cho các bác này. Và chống lăn thì vẫn là chống lăn này. Và các bác lưu ý là khi phụ kiện của bên em ấy là phụ kiện dây 6 ly chân đồng các bác nhá. Chân đồng hai chân vuông hoặc một chân vuông.
À, cái này thì có lô về là nó một chân vuông, một chân thẳng, có lô thì về là hai chân vuông. Thì cái này không quan trọng các bác nhá. Nhưng mà nó em luôn luôn em đặt sẽ có một ít nhất một chân vuông cái này. Để làm sao? Đấy, để khi các em gửi đi mà các bác sử dụng những con vang mà nó có lỗ cắm mic đằng trước thì các bác cũng cắm được. Đấy, mà con vang có lỗ cắm mic ở đằng sau các bác cũng sử dụng được. Nếu như mà em tặng cho các bác những cái dây thẳng như thế này, năm ngoái em bán toàn dây thẳng này thì rất nhiều các bác bảo là nó hơi bất tiện cho cái việc sử dụng là những cái lỗ cắm mic đằng trước này, mà khi đóng tủ vào thì nó bị kích. Đấy. Khi đóng tủ vào nó bị kích, nó đẩy con vang vào trong. Đấy, thế cho nên là em đã nói chung là mình làm nghề mình sẽ theo các cái ý kiến của các bác khách hàng. Thì bọn em đã bắt đầu từ năm nay, từ năm 2022 em đã nhập toàn bộ là dây 6 ly, ít nhất là cong một đầu các bác nhá. Thế còn cái đầu cắm vào đít mic thì nó không quan trọng, thẳng được mà cong được. Nhưng mà riêng cái đầu này, một đầu để cắm vào vang số hoặc âm ly là luôn luôn em sẽ để một đầu cong như này. Đấy, đầu cong này để các bác tiện cắm vào âm ly hoặc là cắm vào những con vang mà lỗ cắm mic của nó ở phía trước. Đấy, thì khi các bác đóng nắp tủ vào nó sẽ không bị kích. Đấy. Đấy. Và đương nhiên dây của em là dây xịn các bác nhá. Dây của em là dây đúc và chân của nó chân toàn bộ chân đồng chứ không phải là những cái chân nhôm rẻ tiền các bác nhá. Những cái chân nhôm rẻ tiền là nó sau này nó rất hay bị ba vi nó lệch xẹt. Đấy. Những dây của em toàn bộ chân đồng hết và dây đúc xịn 100% các bác nhá. Đấy, đây các bác rất là an tâm. Ok, quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay thì em chỉ có 19 bộ thôi các bác nhá. 19 bộ tay titan cực VIP luôn ạ, cực VIP luôn ạ. Và em bao cho các bác zin đét đẹp luôn. Tất cả các cái lưỡi pin này nó cũng đẹp long lanh luôn ạ. Đấy, tất cả chân pin lưỡi pin em bao cho các bác là đẹp long lanh luôn các bác nhá. Đấy. Tần số 740-790 các bác nhá. Tần số 740-790. Đấy, lô này thì đời 2017, tần số 740-790 các bác nhá. Đời 2017. Ở đây. Đây là ngày xuất xưởng của nó các bác nhá, ngày tháng 2 năm 2017 này. Đấy. Và đây là men vỉ của nó, em sẽ quay chi tiết cho các bác luôn ạ. Cái men vỉ của bio xịn thì các bác nhìn nó cũng giống như là, em không nói là bio xịn mà là men vỉ của bio mà chính do công ty bio xuất ra thị trường, hay là men vỉ em nói rồi, hay là men vỉ của những cái bộ mic mà các cái công ty khác đặt hàng, thì các bác so sánh thì nó vẫn là một các bác nhá. Bởi vì em cũng nói đi nói lại rất là nhiều rồi. Đấy. Ở đây là lô này thì là do công ty bio xuất ra thị trường. Đấy, với model là BS780, mặt phanh nhôm rất là đẹp. Thế nhưng mà về nội thất thì nó cũng giống như các cái đời mic mà em đã bán ra thị trường. Đấy. Một là đời này là đời hộp sóng to có lắp đậy, và nó có một đời hộp sóng to không có lắp đậy, và một đời là hai hộp sóng kép. Thì cho dù là công ty nào đi chăng nữa, khi bọn em bán ra bọn em đều kiểm tra, nếu đúng của Bayer là sẽ là Bayer xịn, nó sẽ có những cái đặc điểm riêng của Bayer, và bọn em sẽ báo chuẩn là Bayer xịn chính hãng các bác nhé. Thế còn các cái đơn vị khác nhau đặt hàng thì nó sẽ có khác cái mặt thôi. Còn ruột gan là của Bayer 100%. Ruột gan là của Bayer 100%. À, ví dụ như những cái bộ mic như thế này, những bộ mic như thế này cũng đều là của Bayer sản xuất 100% rồi, men vỉ của nó 100% chuẩn. Đây, hay những cái bộ mic như thế này, những cái bộ mic như thế này thì các bác dù là tên của nó khác nhưng mà men vỉ bên trong của nó thì cũng là một các bác nhá. Đấy, đây, đấy em đến lấy ra để cho các bác so sánh luôn. Đấy, nó chỉ khác duy nhất đó là nó khác cái đời các bác nhá, nó khác cái đời, có một cái đời là Bayer nó sản xuất nó có lắp chụp đây. Đấy, đây các bác nhìn này là cái lắp chụp này nó vừa sẽ vừa zin đây. Có cái đời này nó có lắp chụp còn đời này không. Đấy, dù là bio xuất ra thị trường cũng có những cái đời như vậy các bác nhá, chứ không phải là hàng các cái đơn vị khác đặt mới có. Đấy, bio luôn luôn nó sẽ có ba cái đời ấy, một là hộp sóng kép này, hai là một đời không có lắp chụp này, ba là một đời có lắp chụp như thế này. Nó chỉ có duy nhất ba cái model như vậy thôi, riêng bio vỉ tím các bác nhá. Nhưng bio vỉ tím là sẽ có ba cái đời như vậy. Đấy. Và đời này thì các bác nhìn đây rồi, nó rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Và sản phẩm của Bayer thì luôn luôn nó sẽ có ít nhất là một chữ ký bên này. Đấy, chữ ký của KCS, người kiểm định xuất ra thị trường, người kiểm định của cái men vỉ này. Đấy, sau khi mà sản xuất đại trà xong rồi thì sẽ có một đơn vị, có một bên kỹ thuật kiểm định, người gọi là KCS đấy, kiểm định, và người ta sẽ ký tên ở trên này. Và trên cái mạch của Bayer cũng vậy các bác nhá. Đây, trên cái mạch của Bayer cũng sẽ có chữ ký, mà sẽ có một cái chữ ký. Đây, em có một cái mạch đây, các bác nhìn nó sẽ có một cái chữ ký như này, cái mạch của Bayer 780 đây. Đấy, cái mạch của Bayer 780 đây các bác nhìn này. Đấy. Mạch của nó rất là đẹp luôn này. Đấy, cũng sẽ có cái chữ ký này. Đấy. Đây là cái mạch này là cái mạch của cái lô khác, nó đang bị dư một cái mạch này. Thì em sẽ để đây để sau bảo hành cho khách. Đấy. Em làm Bayer rất là nhiều cho nên những cái mạch dư em có rất là nhiều các bác nhá. Mạch mà nó bị về lô này nó bị lỗi một tay chẳng hạn, thế là em sẽ có dư ra để bán, để sau này để đấy để bảo hành cho tất cả các bác. Đấy. Thế và
em cũng nói luôn là đối với những cái mic đẹp như thế này, em bao cho các bác test 3 tháng, lỗi là đổi các bác nhá. 3 tháng các bác cứ nhận hàng test ngon lành ok và bên em bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng các bác nhá. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng các bác nhá. Ok chưa? Với những cái dòng mic đẹp này tự tin bảo hành cho các bác là lỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng ạ. Đấy. Bình thường thì em báo bình thường thì bọn em báo ra chỉ bán ra chỉ bảo hành 3 tháng, lỗi trong vòng 1 tháng đầu tiên bọn em sẽ đổi. Nhưng mà với những cái lô mic này là cái trong vòng 3 tháng lỗi là đổi các bác nhá. Trong vòng 3 tháng các bác cứ lỗi là đổi bộ khác luôn ạ. Đấy. Đổi thì nó có trường hợp nó có sẽ có những cái cách đổi hàng như này. Bởi vì có một số bác sẽ thắc mắc là sau vòng 3 tháng thì những cái bộ mic này bán hết rồi thì đổi đâu. Em làm quanh năm lúc nào ở trong nhà em có khoảng hơn 100 bộ bayu. Đấy là em khẳng định một điều đấy. Đấy, ví dụ như cái mic này mà sau này em bán hết cái lô này rồi thì lô khác về. Đấy. Các bác sẽ xem trên kênh của em là em báo giá bao nhiêu. Nếu cùng giá em sẽ đổi ngang sang ngang. Nếu lệch giá thì sẽ thêm bớt phù hợp. Đấy các bác nhá. Có nghĩa là trong vòng 3 tháng các bác sẽ giữ được cái giá trị của bộ mic này. Ok chưa ạ? Và em sẽ đổi cho các bác bộ khác. Nếu ví dụ như là các bác muốn đổi nâng cấp cao hơn, ví dụ sang lô khác mà em báo giá trên kênh là cao hơn thì các bác sẽ thêm tiền. Đấy, hoặc bằng tiền thì sẽ sang ngang, hoặc ít tiền hơn bọn em sẽ trả lại tiền cho bác cái phần chênh lệch. Đó là cái cách đổi hàng, chứ không phải cứ phải là đổi sang cái lô đúng như thế này thì bọn em nói thật các bác là không thể đổi được. Bởi vì cái lô này sau 3 tháng thì chắc chắn là sẽ không còn hồn nữa rồi. Đấy. Vì có thể những cái lô như thế này thì trong vòng chỉ có khoảng độ 2 ngày có khi nó đã hết rồi. Đấy là em phải khẳng định như vậy. Chỉ khoảng độ 2 ngày nó có khi nó đã hết rồi. Đấy, cho nên là cái cách đổi hàng là như nào? Một là các bác có thể đổi, ví dụ lỗi tay, em có thể đổi tay cho các bác, đổi ruột cho các bác, ok chưa? Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các dòng bio 780 này thì nó đều ăn các bác nhá, thì nó đều ăn vào cái đầu thu đấy. Có thể đổi tay, các bác mà lười gửi cả bộ về, các bác bảo anh lỗi tay, chú có thể xử lý đổi cho anh cái ruột khác. Ok, bọn em về em tháo ruột này, đúng tần số 740-790 em đổi cho các bác ruột, giữ lại côn, giữ lại vỏ cho các bác để cho nó đồng bộ. Đấy là cái cách đổi nó rất là nhanh nhất, có nghĩa là bảo hành làm sao cho các bác gửi một cách nhanh nhất. Đấy, thế còn sau này mà hết 3 tháng thì bọn em vẫn hỗ trợ cho tất cả các bác về tất cả các lỗi của bio. Về tất cả các lỗi của bio bọn em đều hỗ trợ cho tất cả các bác. Đấy. Ok chưa? Rồi ok. Đấy. À, cũng không để các bác phải băn khoăn thì em cũng đã set một bộ ở trên này rồi. Đấy. Thì dòng này em bao cho các bác nó có đầy đủ tính năng cảm biến tự ngắt và cảm biến gia tốc chống rơi nhỉ. Cảm biến gia tốc chống rơi thì em cũng nói rồi. Đấy, các bác cũng lưu ý là cũng không nên test chống rơi. Đây ví dụ em cho rơi vào cái này. Đấy, các bác thấy không? Chỉ nghe tiếng cạch cái này thôi chứ không nghe tiếng bụp ở loa này. Đấy, các bác thấy không? 1 2 6 7. Đó. Đây các bác nhá. Và những cái dòng mic này thì bao cho bác là tự ngắt gia tốc đầy đủ, nhưng mà em cũng nói các bác rồi. Cái việc test gia tốc là cái việc kiêng kỵ của tất cả mọi người. Các bác đừng có mang về quăng quật cho nó test gia tốc làm gì cả, nó hỏng một cái gì trong này phát là rất là phí các bác. Đấy. 1 2 6 7 1 2 6 7 8 9 10 lên 1 2 6 7 lên. Đấy. Đối với cái lô này của em thì bao cho các bác côn nó toàn là côn lụa zin của 780 các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, côn thì có cái nó cũng hơi cũ một chút nhưng mà nó chất âm của nó ra đạt nó rất là chuẩn chứ nó không như là côn mới các bác nhá. Đấy, nó, những cái côn bãi này dù là cái này nó là côn lụa cho nên là theo thời gian nó sẽ bị cũ do cái nước bọt nước biếc nó bắn vào đây. Đấy, nhưng mà các bác sẽ thấy rằng nó rất là tiếng rất là chắc, nó dày và hát nó không bị vỡ tiếng như là những cái dòng côn mới các bác lắp vào các bác nhá. Đấy. Những cái dòng côn bãi xịn thì bao giờ nó cũng đẹp. Đây các bác nhìn này. Cái lô này của em thì bao 100% nó là xịn của Bayer rồi cho nên là các bác an tâm. Các bác sẽ để ý trên thị trường những cái đời mà của Bayer xuất ra thị trường là đa phần là sẽ sử dụng côn này, sẽ sử dụng cái côn lụa này mà nó sẽ có một cái vòng sắt đây, nó sẽ có một cái vòng sắt vòng đây. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, có cái thì nó hơi bạc một chút nhưng mà nó vẫn có đầy đủ hết các bác nhá. Phải nói rất đẹp luôn ạ. Và dòng này thì vẫn là cái tiếng mà bọn em cảm thấy ưng nhất trong các cái của dòng Bayer, những dòng côn lụa này của Bayer 780. Tiếng côn của nó tiếng dày chắc khỏe, hát không vỡ tiếng các bác nhá. Rất đẹp luôn ạ. Đương nhiên là Bayer thì nói là côn này, nhưng mà thực sự là các bác là riêng đã về làm về Bayer ấy, thì tất cả cái côn xịn, côn zin của nó ấy, côn zin theo mic ấy, thì nó đều hay. Đấy, nó sẽ đều hay. Đấy. Nhưng mà cái côn này thì nó sẽ cái tiếng độ chắc của cái tiếng nó chắc các bác nhá, rất là chắc. Và những dòng Bayer này thì các bác biết rồi, nó là một trong những dòng mic nịnh tiếng, siêu nịnh tiếng. Đấy. Hát nhẹ, dễ hát và giải đều, nó nịnh tiếng. Đấy. Các bác mà giọng yếu, các bác hát những dòng mic Bayer này vẫn có thể hát cả tiếng không lo bị mất đuối hơi. Đấy.
Nhưng mà các bác mà hát những dòng như là dê la cạc hay bê bét là các bác sẽ nhanh chán đấy. Còn đối với bằng bay ơ này thì bao cho các bác hát nhẹ, dễ hát, giảm ru vít rất là tốt. Thứ hai là nó tiết kiệm pin, một trong những cái dòng mic tiết kiệm pin nhất nhì trên thị trường rồi. Để các bác rất là an tâm chơi các bác nhá. Đấy. Và em cũng xin báo giá lại cho các bác là giá em bán ra cho các bác những bộ mic này là 2.700.000. Bao ship tặng chống lăn VIP như thế này. Tặng chống lăn VIP như thế này. Dây 6 ly cong chuẩn như thế này. Và tặng cho các bác một bộ pin sạc đắp vào bao 1.200mAh. Đấy. Và tất cả sản phẩm 19 bộ mic này đều được bảo hành trong vòng 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 các bác nhá. Lỗi 1 đổi 1 cho các bác, ok chưa? Rồi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730 để đặt hàng các bác nhé. Các bác để nhắn tin vào trong Zalo giúp em, hoặc nhắn tin vào trong số điện thoại của em, hoặc alo trực tiếp để đặt hàng các bác nhé. Rồi em video cũng xin được kết thúc tại đây ạ. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video. Xin hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ. Em xin nói lại, nơi đây là lô Bayer BS 780 hàng chính hãng. Đấy, và nó là sử dụng tem nổi giống như Bayer 790 luôn. Đây là những cái tem nổi giống như Bayer 790 hay là Bayer VIP 99 thì đều nó sử dụng những cái tem này. Đấy, Bayer 780 nó sẽ có hai đời tem, một đời tem là nó tem chìm, nó in trực tiếp laser trên cái mặt nhôm này. Đấy, một cái đời nó là tem nổi như thế này. Đấy, nó giống như Bayer 790 này. Bayer 790 hay là Bayer VIP 999 thì nó đều sử dụng cái tem nổi này. Đấy các bác nhá. Và cái lô này các bác lưu ý, đây là lô Bayer 780 mặt nhôm hoàn toàn, cho nên là nó rất là chắc chắn và đẹp, gần như không có vết xước đâu nhá. Những cái ly lông này nó vẫn còn này các bác này. Đấy, những cái ly lông này nó vẫn còn này. Cái nào mà hơi bong bong thì sau này em sẽ bóc ra. Còn tất cả ly lông màn hình là còn nhá. Cái siêu màn hình là tất cả là còn hết các bác nhá. Và mặt đây em quay gần cho các bác luôn. Vừa nãy em quên nhưng chưa quay gần mặt cho các bác này. Mặt còn rất là đẹp luôn ạ. Họa hoàn đâu đó chỉ có 1-2 vết xước răm thôi. Họa hoàn đâu đó chỉ có 1-2 vết xước răm thôi. Cả cái lắp lưng nó cũng rất là đẹp này các bác nhá. Đấy, em quay lại cho các bác này. Đấy, còn mà về đằng sau thì em quên, vừa nãy em chưa quay. Thì giờ em sẽ quay lại cho các bác này. Đằng sau thì nó 100% nó giống như các dòng bay khác thôi. Các bác không phải suy nghĩ gì cả. Ok chưa? Đấy. Đây. Em đã demo một bộ, em lắp đầy đủ tai bắt tủ máy cho các bác rồi nhá. Đấy. Bác nào mà lấy thì em cũng đều lắp tai bắt tủ máy cho em sẽ tặng kèm các bác một cặp tai bắt tủ máy để về các bác lắp vào. Bác nào thích thì lắp, bác nào không thích thì thôi. Đấy, em sẽ tặng kèm theo cho các bác. Ok chưa? Đấy. Và tay thì tất cả bao zin bao xịn cho các bác này. Côn như này hết các bác nhá. Côn bao zin hết cho các bác ạ. Ok chưa? Đấy. Rồi, ok, video em cũng xin được kết thúc tại đây. Các bác đi qua thì cho em xin một nút like các bác nhá. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ nhấn nút đăng ký kênh, cái nút màu đỏ bên phải phía dưới video của các bác ạ. Và các bác nhớ nhấn quả chuông để cập nhật những cái video sớm nhất của bên em ạ. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video. Xin hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.